mẫu xe Toyota Corolla 2023 đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại thị trường Anh. Sau khoảng 3 tháng phiên bản nâng cấp của mẫu xe này được công bố, cho thị trường châu Âu, có giá bán từ 34.591 USD. Những khách hàng ở Anh hiện có thể đặt hàng mẫu xe Toyota Corolla 2023 với các phiên bản Icon, Design, Gazelle Sport và Excel. Tất cả đều có sẵn trong các kiểu dáng thân xe hatchback và Touring Sport Wagon. Với mức giá khởi điểm từ 34.591 USD, Corolla Icon Hardback sử dụng hệ truyền động 1.8 Hybrid và sẽ tăng lên 36.527 USD cho bản Touring Sports Wagon. Những khách hàng muốn sở hữu hệ truyền động Hybrid 2.0 lít sẽ cần phải trả ít nhất 37.010 USD cho chiếc Icon Hardback và 38.586 USD cho chiếc Icon Touring Sports Phiên bản tiêu chuẩn Icon hiện đã được trang bị khá đầy đủ có thể kể đến như mâm xe hợp kim 16 in, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 in, hệ thống thông tin giải trí Smart Connect với màn hình 10,5 in, sạc không dây, cảm biến đỗ xe trước trên sau. Di chuyển lên biến thể Corolla Design 2023, người dùng sẽ phải chi ít nhất 36.804 USD cho bản hatchback 1.8 lít và tăng lên 40.439 USD cho bản Touring Sport Wagon 2.0 lít. Những nâng cấp dành cho bản design mà mình thấy ấn tượng đó là mâm xe 17 in, đèn pha led, kính riêng từ phía sau, gương chiếu hậu tự động gập, cần gạt nước mưa tự động, hệ thống đèn viền nội thất và gương chiếu hậu tự động chống chói. Cửa sổ trời toàn cảnh là một trang bị tùy chọn. Tiếp theo là Corolla GR Sport có giá từ 38.232 USD và tăng lên đến 42.316 USD. Phiên bản này sẽ được bổ sung mâm xe hợp kim 18 inch, ghế ngồi thể thao GR cuối cùng là Excel có giá giao động từ 38.716 đến 42.800 USD. Corolla Excel có mâm xe 18 in độc đáo, đèn pha thích ứng, ghế ngồi thể thao bọc da, màn hình hắt, cốp sau chỉnh điện với cảm biến đá chân, màn hình quan sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, người dùng còn được cung cấp tùy chọn màu sơn hai tông màu và cửa sổ trời toàn cảnh. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.